Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nóng, Messi đạt thỏa thuận chuyển sang PSG. Ngay sau buổi họp báo, Messi đã đạt thỏa thuận chuyển sang khoác áo PSG theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Như đã biết, chiều nay, Messi đã tổ chức buổi họp báo chia tay câu lạc bộ Barcelona. Ngay sau khi buổi họp báo này kết thúc, nhật báo uy tín hàng đầu nước Pháp L'Equipe Le đã xác nhận Messi đạt thỏa thuận chuyển sang khoác áo PSG. Theo những thông tin trước đó, Messi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm với PSG. Mức lương của siêu sao người Argentina vào khoảng 40 triệu euro. Tờ L'Equipe Le thông tin thêm rằng sau buổi họp báo, hai cha con Messi đã bay thẳng sang Paris. Trước đó, cầu thủ này đã cử phái đoàn sang Paris để chốt thương vụ này. Trong tối nay, theo giờ Pháp hoặc chậm nhất là sáng mai, Messi sẽ chính thức trở thành người của PSG. Trước đó, trong buổi họp báo, khi được hỏi về khả năng khoác áo PSG, siêu sao người Argentina cho biết: "Tôi nghĩ rằng PSG là bến đỗ tiềm năng nhưng tôi chưa nhận được đề nghị nào, tôi cũng nhận được lời mời từ nhiều câu lạc bộ khác." Đó được xem là động thái ngầm thông báo việc chuyển sang PSG của Messi. Cầu thủ này từng bị phát hiện chụp ảnh chung với nhóm cầu thủ PSG ở bãi biển Ibiza trước đó. Dân trí cập nhật thông tin vụ này từng giờ, Hát Long